Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ sập biệt thự cổ ở Hà Nội khiến 8 người thương vong, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội khẳng định trách nhiệm thuộc về Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị đang sở hữu căn biệt thự. Trưa ngày 22 tháng 9, căn biệt thự hơn 100 tuổi số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội bất ngờ đổ sập. Cho đến nay đã có 2 người chết và 6 người bị thương. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn khiến căn nhà hơn 100 tuổi từ lâu đã không được trùng tu này đổ sập. Đang ngồi đối diện cái tòa nhà này thì tự nhiên thấy một tiếng ầm một phát. Thì nhìn thấy bên kia thì khói mù mịt lên. Thì tòa nhà bên đối diện khu bên ban quản lý đường sắt nó đổ sập xuống. Được xây dựng từ thời kỳ Pháp thuộc và giao về cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sử dụng kể từ năm 1955, căn biệt thự hiện đang là trụ sở làm việc của ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1. Công văn của Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định trách nhiệm của vụ việc lần này thuộc về Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Mặt khác, về phía trách nhiệm của người quản lý, ông Hoàng Tú, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, sở chỉ có thể quản lý các căn biệt thự cổ này theo danh mục chứ không thể kiểm định chất lượng từng căn vì không có kinh phí.